Một cái hành trình đủ dài với tôi, từ năm 20 tuổi bước chân vào đại học cũng như đến bây giờ là tôi 40 tuổi, thì dường như là một khoảng thời gian đủ dài và là cái ngưỡng cần phải nhìn lại. Tôi cảm thấy rằng tôi cần phải khám phá lại mà mình đã làm những gì, đã đánh mất những cái kỷ niệm, những ký ức gì. Thì với chương trình khám phá chúng tôi, nó thôi thúc tôi cần phải nhìn lại mình. Đó là cái việc tôi cùng với những người bạn của tôi chia sẻ những cái thành công của chúng tôi. Và chúng tôi muốn cho các anh chị thấy được là những cái điều mà chúng tôi cần được giữ được cái năng lượng đó, để và giúp chúng tôi thoải mái, không bị những áp lực trong cuộc sống. Và thành công đó là cái khởi nguồn những thành công tiếp theo trong cái chặng đường khám phá của chúng ta.